Chào các bạn, mình là Minh Minh Cao Việt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu hai cái màn TIA và một cái màn sử dụng màn Kahu. Mình sẽ test một cái tính năng nổi bật nhất của dòng TIA. Thì đó là cái phần mềm điều khiển giọng nói quyền năng. Trên tay mình đây này mẫu TIA CC3. Mẫu mới nhất hiện nay của TIA, giao diện mới hoàn toàn. Nhưng mà khi mình test tính năng thì mình test cái mẫu CC2 thôi nhé. Trên này anh em coi, mẫu này là mẫu CC2 này, mẫu cũ của TIA. Đây là giao diện của mẫu cũ. Giao diện mẫu cũ thì nhìn nó không được đẹp, không được nổi bật lắm. Còn giao diện của Kahu. Trước tiên thì mình test một cái phần mềm điều khiển giọng nói của Kahu trước. Đây, trên này là phần mềm điều khiển giọng nói Kahu. Thì nó là KAI. Còn TIA thì phần mềm của TIA là Auto AI. Mình test trước của Kahu nha các bạn. Đối với phần mềm điều khiển giọng nói của Kahu á, thì khi anh em mở cái phần mềm lên thì nó sẽ có list danh sách các câu lệnh anh em cần phải thuộc, hoặc là nếu anh em nào không thuộc thì anh em sẽ coi, khi mình mở lên mình sẽ coi cái câu lệnh gợi ý, mình sẽ đọc theo đúng cái câu lệnh đó và nó sẽ thực thi. Ví dụ như các bạn mà muốn vào dẫn đường á, thì các bạn phải đọc dẫn đường đến thì nó mới thực thi, sau đó là vị trí mình muốn đến. Mở bài hát thì anh em phải đúng câu lệnh mở bài hát thì nó mới mở cái MP3 này. Rồi, mình test thử cho anh em coi cái thằng Kahu này. Trước tiên mình tắt cái phần mềm nó đi đã, sau đó mình phải đọc lại này. Mở bài hát Tình Đơn Phương. Đấy, thì mình phải đúng mở bài hát thì nó sẽ mở cái bài hát cho mình. Dẫn đường đến bến xe miền Đông. Dẫn đường đến bến xe miền Đông. Màn Kahu thì câu lệnh vẫn bắt cũng khá là nhanh nha anh em. Mỗi tội nhược điểm là anh em phải nhớ đúng câu lệnh thì mới đọc được. Và câu lệnh không được quá dài. Câu lệnh mà quá dài thì cái tốc độ bắt câu lệnh của màn Kahu này cũng không bắt được hết cái câu lệnh anh em ra lệnh đâu. Mở cho tôi bài Tình Đơn Phương. Mở cho tôi bài Tình Đơn Phương. Đấy, nếu mà mình ra cái câu lệnh thông dụng như vậy, mình không nhớ được đúng cái 100% câu lệnh thì cái đầu này nó sẽ không thực thi được. Rồi, giờ mình sẽ chuyển qua cái đầu TIA anh em coi. Đây là câu phần mềm điều khiển giọng nói của TIA anh em bấm vào đó. Với phần mềm điều khiển giọng nói của TIA thì nó không có câu lệnh để anh em nhìn. Và anh em cũng không cần nhớ câu lệnh làm gì. Mình cứ trao đổi trực tiếp giữa đối thoại với trực tiếp với nó như là một người bạn thân. Mở cho tôi bài Tình Đơn Phương. Đấy, đọc kiểu gì cũng được nha anh em. Phát nhạc bị cấn này, bỏ qua. Dẫn tôi đến Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Chọn câu lệnh rất là dài nhưng mà nó vẫn đọc được, vẫn bắt được nha anh em. Chỉ đường đến bến xe miền Đông. Câu lệnh mình đọc rất là nhanh. Đối với cái màn Kahu này thì mình phải đọc từ từ thì nó mới bắt theo đúng đủ câu lệnh. Còn đối với TIA này, anh em đấy nãy giờ mình đọc câu lệnh rất là nhanh. Mở cho tôi bài Tình Đơn Phương. Nghe nhạc Đan Trường. Đấy, những cái câu lệnh mình ra lệnh rất là thoải mái, không có gò bó, cũng không cần nhớ câu lệnh.
Thì cái màn TI này nó đặc biệt nổi bật về cái điều khiển giọng nói. Thì TI được đánh giá là thật là điều khiển giọng nói quyền năng. Thì anh em trên này là cái review để anh em coi về hai cái mẫu màn, một màn TI và một màn Android thông dụng trên thị trường. Gần như là những cái màn Android thông dụng trên thị trường thì cái phần mềm điều khiển giọng nói cũng bắt buộc phải nhớ câu lệnh. Riêng TI thì không cần nhớ. Đấy. Trên đây là đánh giá review cách trung thực nhất của ca Việt về cái phần mềm điều khiển giọng nói của TI và một cái màn thông tin khác. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi kênh ca Việt Độ Xe Thị Nghiệp.